A Di Đà Phật xin kính chào tất cả quý liệt vị. Dạ, thầy bao giờ khỏe cả, bởi vì mình cảm thấy may quá, mình được làm con Phật những chị cả, được làm tu sĩ cho nên mừng những con chị cả. Hôm nay hình như là ngày 21 tháng Chạp phải không? 20 là 21. 20 hả? Yeah. Còn 10 ngày nữa là đến Tết rồi hả? Quý vị có thấy rộn ràng chứ không? Quý vị biết rằng là cái Tết là đánh dấu cả một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Và chúng ta bước sang một năm mới, thật sự ra là cả một cái dấu ấn lớn, cả một cái trang mới cho cả cuộc đời con người. Với người Nhật á, thì cũng giống như truyền thống Việt Nam là vào dịp Tết thì họ có được cái bao lì xì. Nhưng mà bao lì xì tiếng Việt á, thì nghe bao lì xì thì bình thường. Nhưng mà bao lì xì của tiếng Nhật nghe nó hay lắm. Tiếng Nhật gọi là otamadoshi, tất nhiên là niên ngọc. Là cái gì? Tất nhiên là đó là cái viên ngọc, cái quý giá của một năm. Cho nên khi người ta họ tặng cho mình ấy, một cái bi lì xì đó là mình đón nhận cái trân quý nhất của một năm. Và nhờ có cái trân quý một năm đó mà mình được tồn tại, được mạnh khỏe, mọi chuyện đều được hanh thông tốt đẹp. Đó, cái ý nghĩa nó như vậy đấy. Cho nên vì vậy mà cái bi mà gọi là cái bi lì xì của Nhật ấy, nó rất là đặc biệt. Và khi người ta họ trao cho mình cũng vậy, họ trao với cả một cái tấm trân trọng, quý giá. Bởi vậy cho nên quý vị biết rằng là ở bên nhà chùa, đối với Phật giáo, truyền thống Phật giáo, thì khi cúng dường thì họ không dùng cái từ cúng dường như Việt Nam. Mà quý vị biết họ tu dùng cái từ gì? Bố thí, ofuse, bố thí. Cho nên cái nghĩa bố thí nó rất đặc biệt. Thì trong bố thí nó bao hàm luôn cả nghĩa cúng dường ở trong. À. Vì vậy cho nên là đối với một truyền thống của một năm mới mà khi đến ấy, thì phải nói rằng là quý vị biết rằng là ngày xưa mà ở tại Huế mà cứ vào một dịp mà năm mới như thế này ấy, là đặc biệt nhất là trong các chùa người ta phải chuẩn bị rất nhiều việc. Cái việc quan trọng đó là phải quét dọn. Ở tại Đông Đài Từ, một cái ngôi chùa mà nổi tiếng, mà hình như thầy đã từng có giới thiệu cho quý vị biết là Tô Đại Di, ngôi chùa của Hoa Nghiêm Tông của Nhật Bản. Quý vị có tin là cái tượng đài Phật. Thì nếu như mình đứng á, thì cái tượng nó to đến nỗi mình chỉ là chút xíu như thế này. Cho nên là khi mà vào cuối năm mà khi các quý thầy mà gọi là làm vệ sinh mà chui giòn hoặc là quét măng nhện ở đây nọ, là quý vị phải leo trên vai, leo cùng cả để mà chui giòn. Đương nhiên các chùa ở Huế cũng vậy, thì cũng phải là quét giòn khắp cùng trần nhà vân vân các nơi. Quý vị biết là có một lần thầy có cái việc này và thầy nhớ hoài, đó là có một cái tường. Một cái hình được lồng trong cái khung. Cái hình đó là một cái hình người ta vẽ về chân dung của Ngài A Nan, đẹp lắm. Thờ trên bàn thờ của, trên chùa. Hôm đó ngày chuẩn bị Tết, mọi người lau dọn, thầy cũng lau dọn, thầy cũng phụ trách cùng mọi người lau dọn. Và khi chùi dọn, quý vị biết là chùi dọn cái tường đó thì bứng xuống, trời ơi, lỡ tay rớt cái bệ cái kiến.
Lúc đó là quý vị biết rằng là thầy rúng dễ sợ lắm. Thầy rúng kinh khủng lắm. Thì đương nhiên là mình đắp ý hầu vô xin sám hối với ngài trị sự, với ngài trụ trì. Cứ tưởng là chắc có lẽ là thế nào cũng bị lá bị cái này cái nó đủ thứ cả, nhưng mà không, các ngài cười, các ngài thôi nói, thôi được rồi, thôi đem đi thay đi, có nghĩa là sao, xả xui cuối năm. Cho nên là khi mà mình làm những cái như vậy ấy, mà đúng lỡ mà nó trật hoặc là bị cái gì đó cái ấy, là coi chừng đó là cái điều xui chứ không phải bình thường đâu. Đó. Cho nên là cái việc mà nặng nhất ấy, đó là quét dọn và làm hết tất cả mọi cái. Và đến cái ngày tỷ dụ như 29-30 rồi gì đó, đó là cái ngày gọi là kết thúc hết tất cả mọi thời khóa công phu của một năm. Cho nên là không có chuông, không có trống, không có tang, không có mõ, không chi cả. Đại khái là nghỉ mấy ngày, nghỉ được 1-2 ngày gì đó. Tất nhiên là đến ngày 30 là quý vị biết là đến cái ngày 30 là cái ngày đó là đêm giao thừa cũng phải tụng kinh rồi. Và bắt đầu từ đó tới đi là tụng kinh liên tục. Bởi vậy cho nên trong một năm chỉ nghỉ được 1-2 ngày gì đó thôi. Cho nên là cái truyền thống, một truyền thống Tết ở trong nhà chùa mà nhất là trong thiền môn nó có nhiều cái truyền thống rất là hay. Và đặc biệt nhất là tùy dùng một cái chủng mà chùa mà to lớn mà rộng như tỷ dụ những ngọn đồi hoặc là tỷ dụ chùa mà rộng lớn cả hàng mẫu đất ấy, lại càng mệt nữa. Mệt cái gì? Quý thầy phải làm công tác vệ sinh, phải nhổ cỏ, phải làm cỏ cho sạch cả con đường. Ở các ngôi tháp của các ngài tổ là phải làm sạch. Rồi thì xung quanh chánh điện vân vân tất cả các nơi, những con đường đi của vị biệt là những con đường đôi khi người ta họ lát bằng các cái loại sỏi nhỏ nhỏ nhỏ, mà sỏi nhỏ 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 là cỏ mọc lên nhiều lắm đúng không? Cái đó quý vị không cuộc được, quý vị phải bò, phải phải lết lết từ từ, có nghĩa là phải ngồi trên cái đòn đó, rồi bắt đầu nhổ từng đốm từng đốm từng đốm từng đốm để nhổ cho hết cả một đoạn đường. Mình ngồi đây mà mình nhìn thấy ra ngoài đó là nó xá thì xá mù. Và mình biết rằng là khi nào mình xong cái đoạn này. Đó, kiểu như vậy. Cho nên là vào cái dịp mà dịp Tết á, để mình có thể rằng là mình làm những... Nhưng mà quý vị biết không? Cái thú vị nhất là khi mình dọn dẹp vệ sinh, mình làm những cái mà nó nhớp hoặc là những cái mà cỏ đồ này nó mình nhổ cho sạch. Nhổ sạch xong rồi, tâm nó an lạc dễ sợ lắm. Tấm nó nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Hoặc là chùi một cái tường, chùi một cái gì đó cho nó sạch đó, bỗng nhiên tấm nó thấy nhẹ nhàng thoải mái tuyệt vời lắm. Cho nên là vào những khoảnh khắc như vậy mặc dù là mệt nhưng mà nó vui vô cùng. Còn ngày xưa mà quý vị biết rằng là giữa một cái thời buổi mà ăn bó bó khổ cực đó, là làm đang làm giữa chân nó đói bụng dữ lắm, đói bụng chịu không nổi, nhưng mà phải ráng mà làm chứ đâu có được nghỉ để được vào ăn đâu, không, phải có giờ có giấc ăn uống, là phải có giờ giấc đàng hoàng, đại khái là vậy. Cho nên trước khi mà vào một cái dịp Tết thì lúc đó phải chuẩn bị đủ mọi thứ. Chúng ta ngày hôm nay cái thời mà hiện đại này thì quý vị biết là Tết đâu có cái gì đâu, Tết thì cái gì nồng vốn đã có cả, ngay cả gói bánh vân vân đủ mọi thứ phải không? Quý vị thậm chí quý vị thể có thể ra chợ mua, hay thậm chí thời buổi này là quý vị có thể order trên trên internet đúng không? Quý vị thể thích cái gì là order cái đó được. Đó thì dần 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 nó càng thay đổi. Cho nên là những cái truyền thống tự dụ gói bánh ngồi chùm bình tẹt hầu như gần mất hết. Đó. Thì đó là những cái mà mang tính chất gọi là thời đại và thời gian trôi qua dần dần sẽ những cái giá trị nó dần dần thay đổi. Hôm nay chúng ta sẽ hôm nay được xem như là cái buổi cuối cùng của Phật giáo Campuchia. Vừa rồi thầy cũng mới tổng kết Phật giáo Miến Điện và hôm nay thầy sẽ giới thiệu sơ cho quý vị sơ qua một vài phần liên quan đến Phật giáo Campuchia và đặc biệt nhất là cái
một những cái đặc điểm của Phật giáo Campuchia mà hình như là thầy có gửi cho quý vị về cái đó tài liệu này phải không? Dạ. Yeah. Và trong đó thì nơi đây thầy cũng có mang theo cái đề thi nữa. Thì thầy mới thưa với thầy Hương Châu là sẽ gửi email, rồi từ cái email đó chắc có lẽ là thầy sẽ xin gửi đến cho tất cả quý liệt vị cái đề thi. Tất nhiên hôm nay thầy cũng xin thưa cái đề thi về luồng vắng cho quý vị có thể theo đó để mà làm. Còn cái đề thi về trắc nghiệm á, thì xin quý vị cứ hoan hỷ làm giúp cho, thời gian trong khoảng một tháng quý vị có thể chuẩn bị. Sau khi tổng kết cái này xong rồi, chúng ta nghỉ Tết và sau đó vào Tết học lại á, chúng ta bắt đầu học tiếp hai cái Phật giáo của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Lào mà vừa rồi mới nói chuyện với thầy Hương Châu xong. Đó. Bây giờ đây chúng ta sẽ học tiếp về xem thực kỳ. Thầy chỉ xin giới thiệu với quý vị sơ qua thôi những cái phần cuối cùng của cái Phật giáo Campuchia này. Trong cái phần gọi là người Campuchia thích nghi, quý vị có ở đấy không? Dạ, những phần kia thì xin quý vị cứ hoan hỷ, quý vị cứ đọc giúp thầy. Thầy chỉ xin giới thiệu sơ qua những cái phần này thôi. Đối với Phật giáo Campuchia nói riêng và Phật giáo của Nguyên Thủy nói chung, thì người ta đều có một cái quan niệm, đó là cái việc xuất gia là việc rất quan trọng. Ví dụ như đối với Phật giáo Miến Điện thì các bậc cha mẹ phải có một cái trách nhiệm, đó là phải làm sao liên hệ với tăng đoàn, liên hệ với giáo hội, liên hệ với chùa để xin các ngài chấp nhận cho con mình được vào chùa để xuất gia. Thì cũng vậy, khi mà coi như là các cái vị mà gọi là đối với Phật giáo Campuchia cũng vậy, thì cái việc mà xuất gia cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và cuộc sống tâm linh của họ. Ở nơi đấy có một điểm mà chúng ta nên để ý và thấy nó thú vị, rất thú vị. Mà khi chúng ta học những điều này, chúng ta mới thấy rằng Phật giáo các nước có những cái đặc điểm nó rất là hay, mà nó Phật giáo Việt Nam có. Ví dụ như đối với Phật giáo Campuchia, quý vị xem cái trang số 6 á. Đặc biệt nếu người con chưa thọ giới khi cha mẹ đang còn sống, thì lễ thọ giới được tiến hành tại tang lễ của cha mẹ là càng đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa hơn. Quý vị thấy không? Quý vị thấy đoạn này không? Quý vị thấy là có bao giờ chúng ta tưởng tượng được rằng là trong một cái tang lễ như vậy mà lại có thể lễ thọ giới? Phải không? Cái điều này là không tưởng tượng được đó. Nhưng đối với quan niệm của người ta là nếu một người con, đó, quan niệm Việt Nam á, là một người đi tu á, thì cả họ được nhờ, cả ba họ được nhờ, phải không? Đó, một người đi tu là cả trăm họ được nhờ này, chứ đừng nói ba họ. Thì đối với Campuchia là ngay khi mà cha mẹ còn sống thì đương nhiên rồi, phước lạc vô lượng vô biên rồi. Nhưng khi cha mẹ mất, mà nếu người con phát tâm xuất gia và thọ giới, mà lễ thọ giới không phải được truyền ngay chính cái lúc, ngay trong khoảng thời gian mà làm tang lễ, thì có ý nghĩa rất quan trọng. Và đặc biệt nhất là sẽ giúp cho các bậc cha mẹ, cái người mà mất đó, được thăng thêm. Quý vị thấy đó, cái quan niệm rất rất đặc biệt mà đối với Việt Nam nó không có. Cho nên vì vậy chúng ta mới thấy được rằng là cái tầm quan trọng của cái việc xuất gia và thọ giới nó như thế nào. Các tu sĩ không thề nguyện suốt đời làm tu sĩ, nhưng cũng có một số làm tu sĩ trọn đời,
Theo truyền thống họ đi tu khi còn rất trẻ tuổi, họ có thể làm sa di ở độ tuổi là trẻ nhất là 7, nhưng thực tế là 13 là độ tuổi sớm nhất trong vị sa di. Quý vị thấy đó, thí dụ như ở Campuchia, ở Miền Điện, nếu quý vị đến những cái đền thờ của Angkor có, quý vị sẽ thấy các cái vị mà các em mà nhỏ nhỏ, phải nói là các vị tu sĩ ấy, cũng là cào đầu, cũng đắp y, cũng quấn y, nhưng mà nhỏ lắm, con nhỏ lắm. Thì thầy nghĩ các vị đó có thể là 7 tuổi, 9 tuổi. Cho nên vì vậy mà bắt đầu từ 7 tuổi trở đi, hoặc thậm chí trên 7 tuổi là các vị đã xuất gia rồi đó. Và đối với truyền thống Miền Điện, thầy nghĩ rằng truyền thống của Phật giáo Campuchia cũng vậy. Các vị cha mẹ rất mong muốn con mình ở lâu càng tốt ở trong chùa. Vì sao? Bởi vì các em sẽ được huấn luyện ở trong môi trường đó, đặc biệt nhất là huấn luyện về vấn đề đạo đức, và học được những cái giáo lý Phật giáo, thấm nhuần những cái lời dạy của Đức Phật, đặc biệt nhất là ở đối với các Phật giáo của Nguyên Thủy là họ học thuộc lòng và họ biết rất rõ những câu chuyện tiền sanh của Đức Phật. Tại vì sao như vậy? Những câu chuyện tiền sanh nó nói lên cái gì? Nó nói lên phần lớn về nhân quả báo ứng, phải không? Cho nên biết được nhiều những câu chuyện đó thì trong cuộc sống của mình sẽ hướng dẫn là giúp cho mình là tránh bớt những điều có thể xảy ra khi mà chúng ta gặp đụng vào những cái trường hợp của những câu chuyện đó, phải không ạ? Rồi cho nên cái lý do mà vì sao các ngài đã dạy cho các vị đó, hoặc là thậm chí ngay cả những người Phật tử, về những cái câu chuyện tiên sanh đó là điều rất quan trọng. Chủ yếu là làm sao để hướng dẫn cái cuộc sống đạo đức của họ. Đó. Cuộc sống của người tu sĩ phải tuân theo nguyên tắc Phật giáo, và cuộc sống trong tu viện phải theo sinh hoạt hàng ngày một cách nghiêm cẩn. Vì tỳ kheo thì phải tuân thủ 227 giới điều, còn sa di thì 10 giới. Trong những giới này đều có 5 giới căn bản của tất cả Phật tử đều phải tuân theo. Bên cạnh đó có 5 nguyên tắc tu hành trong tu viện, đó là: thứ nhất, ngăn cấm không được ăn quả ngọt. Thì đương nhiên chúng ta thấy rằng là quý vị thấy rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy á, thì cái việc mà không ăn quả ngọt, tức như vào đến buổi chiều khoảng từ 1 giờ trở đi là không có ăn nữa rồi đó. Đó. Thứ hai, quý vị thấy là đây là những cái nguyên tắc rất quan trọng mà vi phạm là không được đó. Thứ hai là không được tham gia vào bất cứ một giải trí nào, tỷ dụ như hát, múa, xem phim hay tivi, vân vân. Thứ ba là không dùng các đồ trang sức. Thứ tư là không ngủ trên giường xa hoa lộng lẫy. Và điểm đặc biệt thứ năm là không cầm tiền. Thì quý vị thấy rằng là đối với cái Phật giáo Nguyên Thủy, tất nhiên thời nay ở tại Thái Lan và một số nước hay Miền Điện vậy, theo truyền thống thì cái chuyện mà cúng dường tiền hay sợt bạc mà họ bỏ tiền không có. Cái đó là truyền thống. Nhưng mà rồi dần dần thời gian thay đổi. Và bây giờ sau này thì quý vị biết rằng là cái việc mà gọi là khi người ta sợt bạc như vậy thì người ta có bỏ tiền vào trong. Thì cái việc mà người thầy nghĩ rằng là thì đương nhiên lúc đó chư Tăng cũng hoan hỷ nhận thôi. Rồi sau đó thì giải quyết sao thì mình không biết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là cái khi mà bỏ như vậy á, cũng các vị cũng thể nào từ chối được, phải không? Bởi vì khi với cái tấm của cả của người Phật tử cũng dương mà, cho nên là mình phải hoan hỷ thôi. Đó. Vấn đề là chỗ là cái truyền thống á, từ xưa đến nay là cái chuyện mà không có nhận tiền. Cho nên vì vậy ở nơi đây có 5 nguyên tắc rất quan trọng, đó là không được dùng tiền. Vì thế đó là lý do vì sao mà thời trước
Khi thầy đang còn du học bên Nhật, khi thầy qua bên Thái Lan, thầy tham quan, thì thầy để ý là cái băng ghế mà đầu tiên ở trên các cái chiếc xe, bao giờ những băng ghế đó đều trống hết. Chỉ trừ đôi khi có một người phụ nữ mang thai lên ngồi đó. Còn phần lớn những băng ghế đó đều được dành cho các vị tu sĩ. Thứ hai là các vị tu sĩ lên ngồi đó thì không bao giờ người ta lấy tiền hết đó. Bởi vì sao? Cái nguyên tắc từ xưa nay người ta vẫn là thâm hiệu lẫn nhau, đó là các vị tu sĩ không cầm tiền, phải không ạ? Đó, các vị tu sĩ của Phật giáo Nguyên Thủy họ không cầm tiền. Cho nên là ở trên các cái xe cổ nó này nọ là người ta không thâu tiền, không nhận, không lấy tiền của các vị tu sĩ. À. Thêm vào đó, người tu sĩ phải sống độc thân, không lập gia đình. Hơn nữa, người tu sĩ phải tránh can dự vào bất cứ việc chính trị nào. Họ không có tư cách đi bầu cử và không nên làm chứng nhân cho bất cứ một phiến sự nào ở tại tòa. Thì đấy là những điều mà họ có quy định rất rõ ràng. Nhưng mà kính thưa quý vị, tuy nhiên một vài nguyên tắc đã thay đổi trong thời hiện tại. Và trong thập niên 1980, một số tăng sĩ đã có hoạt động cho chính phủ. Và việc can dự vào chính trị, đó là điều mà ngay hiện tại bây giờ, tí dụ như Thái Lan, có một số các vị tu sĩ đã vẫn tham gia vào chính trị. Hay thậm chí là có một số các vị là đứng ra để biểu tình, để làm cái này cái nọ, rất là nhiều. Người nữ thì không được thọ giới tỳ kheo ni, chỉ thọ 10 giới và mặc đồ trắng. Họ sống tại các tu viện và đóng vai trò trong cuộc sống hàng ngày của chùa. Đặc biệt có một điểm này, quý vị thấy, tu sĩ nữ thì cạo tóc và cạo luôn cả chân mày. Cái điều này quý vị biết không? Quý vị cứ để ý giúp cho thầy đấy. Quý vị không biết là quý vị có giảm cao không? Cao quý vị sẽ thấy là cả không gian này nó rồng thính tăng. Có lông mày, có chằng ngang đấy đúng không? Mà khi cào rồi là nó rồng thính thang. Dạ, thầy cũng nghĩ là ghê đâu. Dạ, cái đó là do vì mình chưa quen thôi. Chị biết sao? Là hồi trước, trong cái lớp học của thầy á, trong lớp học của thầy tại Đại học Văn Hành á, là có hình như là khoảng 3-4 cái vị tu sĩ mà người Khmer. Nhưng vì đó, cái tấm họ dễ thương lắm. Tấm họ rất là thuần lương, tấm họ rất là, phải nói ra, họ chấn chất mồ hồn những là kỳ lắm. Và thường ngày thì mình thấy các vị như vậy đó, bình thường vậy đó. Bỗng nhiên có một hôm đó, buổi sáng thầy đi ra đi bộ mà gặp cái vị đó, thầy đứng khựng lại liền. Bởi vì là hôm đó vị đó cào đầu và cào luôn lông mày. Bà thầy đứng thầy thấy, ủa? Sao mà cái khuôn mặt nó lạ quá, không có gì lạ. Thầy không để ý là cào lông mày, bởi vì mình đâu có để ý cái chuyện là người ta có cào lông mày đâu. Nhưng mà thầy nhìn thầy nói, ủa, bỗng nhiên thầy hỏi, thầy nói, sư, hôm nay sư có cái gì khác mà tôi thấy lạ quá à? Sư có cái gì thế? Thì thầy nghĩ là ông cào lông mày. Thì bỗng nhiên ông nói, và lúc đó ông trả lời ông này, ồ, ý ông muốn nói cái này phải không? Này, à dạ dạ đúng rồi đó. Ủa tại sao hôm nay sư cào lông mày vậy? Ở đây của truyền thống của tôi là bên của truyền thống bên Phật giáo Khmer, đó là đến khi cào đầu thì phải cào lông mày. À, cho nên là thầy thấy hôm đó cái khuôn mặt ông là nó bằng phẳng, nó không có biến giới. À vậy đó hả, bên Mỹ có nên khắc sĩ hả? Dạ, dạ vâng. Ồ, dạ đúng, nếu như vậy thì đó là như chị thầy nghĩ rằng là những vị nào đã từng tiếp xúc thì sẽ nhìn quen. Dạ, thì đó, thì đặc biệt là
Thì những cái cảnh này thầy chỉ giới thiệu cho quý vị để quý vị thấy rằng là nó có một vài cái điều mà nó là làng chút thôi, để nói đến đây là một cái đặc điểm của Phật giáo Campuchia, đại khái là vậy. Và những vị này, thì những vị nữ tu này thì họ lau quẹt bàn thờ và làm nội trợ. Tất nhiên là họ cũng ở trong chùa và làm nội trợ và phục vụ cho chư tăng. Đó. Thế nhưng quý vị biết không, với Phật giáo Miến Điện thì các vị nữ tu họ không làm chuyện này. Thì dù như khi nào mà chư tăng cần họ nấu cơm hay là cần họ làm việc gì đó, yêu cầu họ mới làm, còn không là họ không làm. Không thì họ không làm. À, thì đó là những cái điều mà trong Phật giáo Miến Điện thầy có giới thiệu đấy. Vấn đề ở chỗ là chúng ta xem những, học những điều này, chúng ta thấy rằng là mỗi đất nước có mỗi truyền thống, mỗi cái cách ứng xử khác nhau, mỗi cách tu tập khác nhau, mỗi nguyên tắc khác nhau của Phật giáo đất nước họ. Đó. Vâng, thì đó là cái phần nói về những cái truyền thống của họ. Tiếp theo xin giới thiệu với quý vị phần tiếp. Đó là phần gọi là vai trò của Phật giáo ở trong đời sống của người dân Campuchia. Quý vị cũng có rồi phải không ạ? À, thôi được, để thầy sẽ xin gửi sau, nhưng mà bây giờ hôm nay thầy sẽ xin nói sơ sơ cái phần này thôi, chứ thầy cũng còn nói rộng ra đâu. Rồi để chúng ta đi đến cái phần quan trọng, đó là cái nói về những cái đặc điểm của Phật giáo Campuchia và cái đề thi. Theo truyền thống thì tu sĩ Phật giáo được yêu cầu phải thực hiện một số các chức năng trong cuộc sống của Campuchia. Họ tham gia vào các lễ hội, nghi lễ, hôn ước và tang lễ của làng xóm. Quý vị thấy đó. Thì tất nhiên các vị tu sĩ của Phật giáo Campuchia họ cũng đều phải tham gia các lễ hội, các nghi lễ, rồi thậm chí các cái hôn lễ, rồi thậm chí các tang lễ của làng xóm. Họ cũng có thể tham gia các lễ hội để đặt tên cho các hài nhi và vào các lễ hội nhỏ hơn. Tuy nhiên, chư tăng không làm chủ buổi lễ vì vai trò này được giao cho một vị a cha, một bậc thầy của nghi lễ, và chức năng chính của tu sĩ là tụng kinh cầu nguyện. Trong văn hóa Khmer, họ thường là những người hàn gắn vết thương tâm linh. Vâng, đúng vậy. Vì tu sĩ là cái người hàn gắn vết thương tâm linh. Họ đóng vai trò quan trọng như vậy đó. Và họ là người hành trì có vai trò gần tương tự với các chuyên gia tâm thần học hiện đại. Đây là một nhận định của một cái nhà nghiên cứu phương Tây. Khi họ đến, họ sống ở những đất nước Phật giáo Nguyên Thủy, và đặc biệt nhất là họ đã ở rất lâu ở tại Campuchia. Và họ nhận định một cách rất là rõ ràng, và họ nói rằng là những vị tu sĩ, cái vai trò của họ rất quan trọng trong cái việc là hàn gắn cái vết thương tâm linh. Cho nên cái sự hiện hữu của họ chỉ cần tụng một lời kính thôi, chỉ cần nói một lời pháp thôi, kính thưa quý vị, đó là cả một sự hàn gắn những vết thương tâm linh của những người mà họ đang gặp những cái đau khổ. Chư tăng cũng có thể thông thạo về tự vi, về bói toán. Đó, thì đương nhiên rằng là hồi xưa thật sự là quý vị biết rằng là khi đọc những cái điều này, bây giờ đọc những điều này mình mới hiểu, cho hồi xưa thầy không nghĩ rằng là quý vị tu sĩ của bên Phật giáo Nam Tông có thể rằng là rành về tự vi, về bói toán đâu. Thầy nghĩ là vậy. Nhưng mà sau này mình mới biết được rằng là thầy dù các vị của Phật giáo của Thái Lan, hay là thậm chí các vị của tu sĩ của Khmer, rồi thì bây giờ đấy chúng ta học về Phật giáo của Campuchia, hay tu sĩ của Phật giáo Miến Điện cũng vậy, các vị rất giỏi về tự vi, thưa quý vị. Đó, thì ở nơi đây chúng ta thấy rằng là các vị này cũng thông thạo về tự vi và bói toán, và thông thường họ chiếm một vị trí độc tôn trong việc truyền trao văn hóa và giá trị tâm linh Khmer. Thông qua cách sống, họ cung cấp một mẫu hình sống động về ứng xử đạo đức giúp cho Phật tử nói theo. Trong hàng thế kỷ, chư tăng là những người có học thức, biết đọc biết viết, hiện hữu trong cộng đồng nông thôn.
họ đóng vai trò là thầy dạy cho những người phục vụ chùa chiền, cho các chủ sa di và cho các tỳ kheo mới thọ giới. Đến thập niên 1970, hầu hết những người Nam Campuchia có học, biết đọc, biết viết đều nhờ tăng già Phật giáo dạy dỗ. Quý vị thấy đó, cái vai trò của Phật giáo rất quan trọng, nhất là với những cái đất nước mà gọi là trầm tiện như Campuchia, thì phải nói rằng là cái sự đóng góp của giáo hội Phật giáo, của tăng già rất quan trọng. Và bên cạnh đó, cái ngôi trường mà gọi là ngôi trường chùa, nó còn hoạt động mạnh và còn quan trọng hơn cả ngôi chùa bên ngôi trường bên ngoài. Đó. Sau khi giành được độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của Pháp, những nhà trí thức trẻ Campuchia đã thực sự thay đổi thái độ của họ đối với tu sĩ. Khi diễn tả về tình hình chung của Phật giáo tại Campuchia trong thập niên 50 và 1960, ông Michael Vickery, một sử gia người Mỹ, đã dẫn chứng tác phẩm đầu tiên của nhà nhân chủng học Meiko Ebihara và nhận định riêng của ông. Ông cho rằng Khmer Đỏ có thể truyền cảm giác phản tôn giáo cho các thanh niên trẻ vì họ đang mất dần hứng thú trở thành tu sĩ, thậm chí ở độ tuổi thanh thiếu niên, một giai đoạn tu tập tạm thời theo truyền thống vốn có từ xưa nay. Chính chư Tăng cũng bỏ bớt một số hạn chế mang tính truyền thống về giới luật và dần dần can dự vào chính trị. Đó, quý vị thấy là ở những cái đất nước như thế này, khi mà tiếp xúc với cái trào lưu của văn minh hiện đại, thì rõ ràng rằng chuyện đó không thể nào tránh khỏi. Tí dụ như bây giờ một chuyện đơn giản là quý vị thấy rằng là cái iPhone, cái điện thoại, chính đó là một cái mà nó có thể ra tạo ra biết bao nhiêu điều. Mà thậm chí nhiều khi là thầy chứng kiến một vài trường hợp mình thấy là cũng không được hoan hỷ lắm. Tí dụ như là, đây thầy nói vì tu sĩ thôi, là tí dụ như là đang ngồi tụng kinh vậy thì cũng thấy điện thoại réo là cầm ra bắt. Thì như vậy đó là thầy nghĩ đó đôi khi nó phản cảm. Và nó không thật sự ra nó không đẹp chút nào hết. Đó. Thì cho nên vì vậy mà chính cái iPhone đó, ở trong đó nó quá smart, quá thông minh và đủ chuyện ở trong. Cho nên nhiều khi hàng tàu nên những cái tha hóa vân vân này nọ. Đó, cho nên là thời buổi văn minh hiện đại này, thì ngay cả những cái đất nước như Campuchia là không phát triển đó, đang trên đà phát triển đó, thì quý vị thấy là người tu sĩ cũng đang dần dần thay đổi. Đó. Và đây là một điều không thể nào tránh khỏi. Cho nên giữ cho bằng được truyền thống để không đi theo với những cái trào lưu, những cái dòng chảy của hiện tại, hay là đi theo những dòng chảy đó để mà biến hóa, để thay đổi, để hồi nhập, kính thưa quý vị, cả là một vấn đề của Phật giáo đối với thời hiện đại này. Phải không ạ? Khó lắm để tồn tại. Làm sao để tồn tại mà để đừng đánh mất chính mình ấy? Cái việc đó là việc khó. Trong giai đoạn chuyển tiếp, trong suốt thời kỳ thuộc địa, một số tăng sĩ đã biểu tình hay nội loạn chống sự cai trị hà khắc của Pháp. Trong thập niên 1970, chư Tăng đã tham gia biểu tình chống chính quyền cộng sản. Cảm giác chống giáo hội đã dâng lên đến đỉnh điểm đối với Khmer Đỏ. Trước hết, họ truyền cảm giác này đến chư Tăng, rồi buộc các tu sĩ truyền đạt quan điểm chống giáo hội này cho các tín đồ cư sĩ tại gia. Dưới chế độ Khmer Đỏ, chư Tăng bị cưỡng bức đuổi ra khỏi chùa và buộc đi lao động khổ sai. Điều luật số 20 của bản hiến pháp 1976 nước Campuchia Dân Chủ cho phép tự do tôn giáo nhưng cấm chỉ các tôn giáo phản động vốn bất lợi cho đất nước. Ông Bộ trưởng Văn hóa nhấn mạnh rằng Phật giáo thì không thích hợp với cách mạng và là công cụ của sự bóc lột, cho nên người ta ngăn cấm không cho tu tập, chùa chiền thì bị phá hủy
và có hệ thống, và người ta cho rằng khoảng 50.000 tu sĩ đã chết dưới thời Khmer đỏ. Đó thì quý vị thấy rằng là một vài cái con số như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là cái Phật giáo Campuchia, nhất là dưới thời Khmer đỏ, đã có những cái thái độ như thế nào. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn vững mạnh và đóng vai trò chủ đạo trong cuộc sống tâm linh của các cộng đồng người tị nạn Campuchia trên khắp thế giới, mặc dù một số tăng sĩ trẻ đã bị lôi cuốn bởi văn hóa phương Tây, quyết định rời khỏi tăng đoàn và sống đời thế tục. Vào năm 1984, có 12 ngôi chùa Campuchia với khoảng 21 tu sĩ. Trong khoảng thập niên 1980, có một ngôi chùa Campuchia rất hoành tráng được kiến lập gần Washington DC do sự tài trợ lớn của các Phật tử Campuchia khắp vùng Bắc Mỹ. Đó là một số các cái điều mà liên quan đến cái Phật giáo thời trong thời, nhất là thời hiện đại bây giờ. Bây giờ đây thì thầy xin được chuyển sang một phần quan trọng, mà phần này chúng ta có thể tổng kết đến những cái về cái những điều liên quan đến Phật giáo Campuchia. Xin mời quý vị hoan hỷ dỡ đến cái phần gọi là đặc điểm của Phật giáo Campuchia để chúng ta có thể rằng là ôn tập phần nào những cái điều này. Về đặc điểm Phật giáo Campuchia, ở nơi đây thầy có liệt kê khoảng 25 đặc điểm. Cái đề thi thầy xin thưa luôn, cái đề thi của Phật giáo Campuchia rất đơn giản, là xin quý vị hãy nêu ra những đặc điểm Phật giáo Campuchia, chừng đó thôi. Và quý vị có thể nương theo bảng đặc điểm của thầy để ghi, hoặc là nếu được, quý vị có thể liệt kê thêm một số những đặc điểm mà quý vị thấy có trong đó. Xin quý vị có hoan hỷ ghi ra giúp thầy, điều đó càng tốt, không có gì cả. Hay thậm chí ngay trong những đặc điểm như vậy, quý vị có thể là giải thích hoặc là ghi theo cái quan điểm của quý vị, điều đó cũng tốt. Xin được hoan hỷ, hoan nghênh, cũng có gì trở ngại đối với thầy. Thế thì ở nơi đây thầy xin giải thích từng cái đặc điểm mà thầy liệt kê cho quý vị xem. Đặc điểm thứ nhất, đó là 96,90% dân số, gần 100% đó, của nước này đã theo Phật giáo, đứng hàng đầu trong số các quốc gia theo Phật giáo ở trên thế giới. Quý vị biết rằng là cái đất nước mà đất nước thứ hai gọi là tín đồ Phật giáo mà đông nhất ở trên thế giới đó là Miến Điện, kể đến là Thái Lan. Đó. Thế thì ở nơi đấy quý vị thấy rằng là Campuchia là đứng đầu nhất, 96,90, trong lúc đó là Miến Điện là 87,9%. Đặc điểm thứ hai là sau Công Nguyên khoảng thế kỷ thứ nhất, tôn giáo theo người dân di trú gồm các tăng sĩ và tín đồ thuần thành Ấn Độ đã truyền vào khu vực Đông Nam Á, trước hết là Bà La Môn giáo, sau đó là Phật giáo. Và chính trong khoảng thời gian này, Phật giáo cũng được truyền vào xứ Phù Nam, Campuchia bởi các di dân. Như vậy, ít nhất chúng ta cũng được biết được rằng là sau Công Nguyên khoảng thế kỷ thứ nhất, Phật giáo được truyền vào Campuchia. Và giáo phái ban đầu được truyền vào Campuchia chủ yếu là Phật giáo Đại Thừa. Đặc điểm thứ tư, dưới thời Vương quốc Chân Lạp, mặc dù các vua Chân Lạp đều tin theo Bà La Môn giáo, nhưng họ vẫn cho lưu hành Phật giáo. Cái sự mà gọi là tồn tại song song giữa cái Bà La Môn giáo, một tôn giáo hoàn toàn khác với Phật giáo, rồi thì Phật giáo vẫn tồn tại, kính thưa quý vị, đây là một cái điều thú vị, đặc biệt. Đặc điểm thứ năm, vua Tô Lợi Giá Bạc Ma đời thứ nhất đặc biệt lưu tâm đến Phật giáo, bài trừ các tôn giáo khác,
Cho nên sau khi qua đời, ông được ban cho thủy hiệu không tiền khoáng hậu là Nirvanapada, tất nhiên là người đạt đến Niết Bàn. Một cái danh hiệu mà quý vị đã biết là không tiền khoáng hậu. Và trong những cái đất nước Phật giáo mà từ lâu nay thầy giới thiệu đến cho quý vị, không có danh hiệu này. Ngay cả Phật giáo Đại Thừa không có một cái danh hiệu này. Thì cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là cái đức vua này là một cái người phải nói rằng là đã có cống hiến lớn Phật giáo. Và thầy tin rằng với danh hiệu này không phải là lời nói ngoa, mà chính đức vua đã có những sự chứng ngộ rõ ràng đấy, đúng phải không? Có tu tập và có chứng ngộ đàng hoàng. Đặc điểm thứ 6, trên các ngôi tháp cổ của chùa Ba Gion, bốn mặt đều có điêu khắc những thánh tượng Đức Bồ Tát Quan Âm. Vì vậy chúng ta có thể biết rằng tín ngưỡng Quan Âm đương thời rất thịnh hành. Như vậy thì quý vị biết rằng là cái tín ngưỡng Quan Âm đương nhiên là đây là một tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa. Và tín ngưỡng này nó thịnh hành đặc biệt nhất là giữa thời đại Angkor của Campuchia. Và đặc điểm thứ 7, dưới thời đại cực thịnh của vương quốc Angkor, không phải là chỉ có Phật giáo thôi, mà lại có sự tồn tại của cái gì? Của Nho giáo, Bà La Môn giáo và cả Phật giáo, của cả ba tôn giáo này. Quý vị biết rằng là nếu như chúng ta nghĩ rằng là Phật giáo được truyền từ Ấn Độ sang, thì có phải chăng chỉ có Bà La Môn giáo với Ấn Độ giáo và cao tay lắm thì có Phật giáo, phải không ạ? Thế đó mà vẫn có Nho giáo. Điều này nói lên điều gì? Nó ảnh hưởng của ở đâu? Ảnh hưởng cái nước gần nhất của Campuchia đó là Việt Nam và ảnh hưởng của Tàu. Ảnh hưởng của tao nữa, đâu phải không? Cho nên vì vậy, cái sự hiện hữu của Bà La Môn giáo, của Phật giáo là điều đương nhiên, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có sự hiện hữu của Nho giáo. Đặc điểm thứ 8, Phật giáo Thượng Tọa Bộ được truyền vào Campuchia có thể bắt đầu giữa triều đại vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ 7. Vì vậy, chú Đạt Quảng đã từng chứng kiến sự hiện hữu của Phật giáo này ở tại Angkor trong khoảng thời gian năm 1296-97. Đặc điểm thứ 9 là dưới thời Angkor, cả hai truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy cùng tồn tại song song ở tại Campuchia. Bây giờ nói riêng về Phật giáo thôi là quý vị thấy, đương nhiên đương thời lúc bấy giờ, đương nhiên Bà La Môn giáo vẫn có mặt, nhưng yếu lắm. Và Phật giáo được xem như là quốc giáo phát triển cực thịnh. Thế nhưng Phật giáo phát triển cực thịnh đã có một điều thú vị nữa, là phát triển cực thịnh với hình thức của Đại Thừa, nhưng mà bên cạnh đó thì lại có sự có mặt của Phật giáo Nguyên Thủy. Và các vua lại không chống đối cái sự hiện hữu đó, mà thậm chí là thuận theo sự hiện hữu đó, để cho cả Phật giáo Đại Thừa và cả Phật giáo Nguyên Thủy đều cùng tồn tại. Đặc điểm thứ 10, vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ 7 là vị vua Phật giáo vĩ đại của đế quốc Khmer và được tôn xưng là Phật Vương, vua Phật. Quý vị biết là cái từ này là một cái từ phải nói là từ này từ xưa đấy hầu như không hề nghe. Hầu như không hề nghe. Vua là Phật, Phật là vua.
Đó. Cho nên cái từ mà gọi là Phật vương vô Phật này á, nó rõ trí xuất hiện dưới thời của vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ bảy này thôi. Và đền Pa Yon với cả khuôn mặt nhìn ra bốn hướng tượng trưng cho chính Đức Phật, có nghĩa là tượng trưng cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà kính thưa quý vị, hiện thân đó chính là vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ bảy. Cái việc mà quý vị biết là việc mà những cái ngôi, những cái pho tượng người ta họ tạc ra do vị vua này vua kia tạc ra để tôn vinh chính mình ấy, chuyện đó nó xảy ra rất nhiều trong lịch sử Phật giáo các đất nước. Cho nên ngay cả nơi đền Ba Giang chúng ta thấy là hình tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì mặc dù là người ta vẫn biết đó là hình tượng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà một mặt khác thì kính thưa quý vị, đó là hiện thân của Đức Vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ bảy. Bởi vì sao? Bởi vì nhà vua là một cái người rất là nhân từ. Thậm chí quý vị đã tới từng học rồi, xây dựng cầu cổng, làm tất cả mọi việc từ thiện, phước thiện, rồi làm cả cái bệnh viện, xây dựng bệnh viện. Và trong bệnh viện là có cái gì? Có cái gì mà thầy đã từng dạy cho quý vị rồi? Có một đền thờ, thờ Phật Dược Sư, đúng không? Đúng không? Đó. Cho nên là cái đức từ của vị này ấy, rõ ràng là nhà vua này thấm nhuần cái đạo hành của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên vì vậy mà nhà vua được xem như là hiền thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vậy những hình tượng mà khắc ở nơi cái đền Ba Giòn đó, những hình tượng mà miệng cười như vậy, đó là hình tượng của nhà vua. Mà nhà vua cũng là Phật, mà Phật cũng là nhà vua. Cho nên vì vậy mà nhà vua được có mang một cái danh hiệu là Phật Vương, thưa quý vị. Cái từ này từ xưa đến nay hầu như không ai dùng. Đặc điểm số 11, sau khi vương quốc ăn có lùi tan thì Phật giáo Nguyên Thủy ra đời. Đặc điểm số 12, vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ bảy đã đưa con mình là Tamalinda sang Tích Lan thọ giới tỳ kheo và học về Phật giáo Nguyên Thủy. Sau đó Tamalinda trở về lại Campuchia và truyền bá Phật giáo Thường Tọa Bộ vào Campuchia. Đó thì đương nhiên quý vị thấy rằng là cái việc mà Phật giáo ở tại vương quốc Angkor mới, trong khoảng thời gian mà Angkor thì quý vị biết rằng là Phật giáo đó là Phật giáo Đại Thừa, và Phật giáo Đại Thừa nó phát triển rất mạnh, cực thịnh ở tại Campuchia. Nhưng mà sau khi vương quốc Angkor mà lùi tan đi một cái thì bắt đầu thay đổi chuyển hướng. Cái điều thú vị ở chỗ là thay đổi chuyển hướng từ một cái tín ngưỡng của Phật giáo Đại Thừa chuyển sang cái Phật giáo Nguyên Thủy. Và Phật giáo Nguyên Thủy này là do một cái vị đó là con của cái vua Xà Gia Bạc Ma đời thứ bảy, đó là hoàng tử Tamalinda, sang học bên Tích Lan, rồi lấy cái truyền thống của Phật giáo Tích Lan truyền sang cho Phật giáo Campuchia. Đặc điểm nữa số 13, đó là Đức Phật Di Lặc đấng thường được đồng nhất thể với vua Phật của Campuchia. Vì thế là nếu là Đức Phật Di Lặc, tất nhiên đây là cũng là một tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa, nếu là trong Phật giáo của Nguyên Thủy thì hầu như không hề nghe đến Đức Phật Di Lặc, tín ngưỡng của Di Lặc. Thế mà các vị vua của Phật giáo của Campuchia, của nhất là những vị vua Angkor, thì lại có niềm tin với Đức Phật Di Lặc.
Cho nên á, ngài này cũng là đấng mà được đồng nhất thể với các vị vua Phật của Campuchia. Đặc điểm số 14, dưới thời thuộc địa các giáo đoàn Thiên Chúa giáo định truyền đạo tại đây. Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy trên đất Thánh Angkor chứng tỏ rất kiên cố một cách đáng kinh ngạc trước những nỗ lực của người ngoại quốc làm cho Phật giáo Khmer cải đạo. Đúng vậy thưa quý vị, là họ rất là kiên cố và dứt khoát không theo. Đặc điểm số 15 là Phật giáo Nguyên Thủy gần như tuyệt diệt dưới thời Khmer Đỏ. Vâng, thì chúng ta đã học về cái Phật giáo dưới thời Khmer Đỏ rồi. Và phải nói rằng là hầu như Phật giáo đã đi đến cái tình trạng mà gần như tuyệt diệt. Và họ tìm bằng mọi cách để mà gọi là xóa sổ đi cái Phật giáo Nguyên Thủy ở trên đất nước Campuchia. Đặc điểm số 16 là sau thời Khmer Đỏ, Phật giáo Nguyên Thủy được chư tăng Khmer chạy tản sang trốn sang Việt Nam thì truyền vào lại Campuchia. Đặc điểm số 17 là hiện tại cộng đồng Phật giáo Campuchia có hai phái chính, đó là Mahanikaya hay còn gọi là Đại Tông Phái mà theo tiếng Campuchia là Mohanikay, và Dhammayuttika Nikaya hay Pháp Tông Phái hay là Thommayuttik Nikay. Cả hai đều phát xuất từ Thái Lan. Đó. Đặc điểm số 18 là vua Monivong đã lập ra một sứ đoàn tam tạng vào năm 1927 vì mục đích chuyển dịch toàn bộ tàng kinh tiếng Pali sang tiếng Khmer. Đề án này khởi đầu vào năm 1929 và hoàn thành vào năm 1969. Có nghĩa là bồ đài tàng kinh bằng tiếng Khmer đã được hoàn thành vào năm 1969. Đặc điểm số 19 là theo truyền thống, mỗi làng có một trung tâm tâm linh là ngôi chùa Wat, và tại đây có khoảng 5 đến hơn 70 tỳ kheo trú ngụ. Đặc điểm số 20, xuất gia thành tỳ kheo và hoàng tộc là vấn đề chọn lựa của cá nhân, và hầu hết những người nam của Campuchia trên 16 tuổi đều phải xuất gia làm tu sĩ. Đặc điểm số 21 là đặc biệt, nếu có người con chưa thọ giới khi cha mẹ đang còn sống, đến khi cha mẹ qua đời, lễ thọ giới được tiến hành tại tang lễ của cha mẹ lại càng đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa hơn. Vâng, thì đặc điểm này hồi nãy thầy có giới thiệu quý vị rồi. Đặc điểm số 22 là tại Miến Điện, tại Campuchia không có tu sĩ nữ mà chỉ có các nữ tu thọ 10 giới mặc đồ trắng nên gọi có tên gọi là bạch y, giống như trường hợp của Thái Lan. Đặc điểm số 23, lễ hội gọi là Pachum Ben tổ chức vào tháng 9 hay tháng 10 hàng năm là lễ hội tổ tiên hay lễ hội người chết, lễ hội ngạ quỷ. Tương truyền vào ngày đầu của lễ hội này, cánh cửa địa ngục mở ra để cho các vong linh siêu thoát. Quý vị nghe cái lễ hội này, nghe cái gì quen quen phải không? Quen quen của Việt Nam phải không? Đó. Đó, mình là rằm tháng 7 đó. Đó. Đó, tế độ vong nhân đó. Quý vị thấy không? Đó. Và số 24 là Mik Bochi, gọi là lễ hội chư tăng, diễn ra vào tháng 1 hay tháng 2, tưởng nhớ đến bài pháp thoại cuối cùng của Đức Phật. Tuyệt vời quá. Cái lễ hội này tuyệt vời quá. Bởi vì là tưởng nhớ đến cái bài pháp thoại cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật. Đó. Cho nên là người ta tổ chức ra một cái lễ hội. Đương nhiên là trong cái lễ hội này thì vào cái ngày này là người ta tập trung rất là đông chư tăng, tập trung lại để tu tập, để thuyết pháp, làm tất cả các Phật sự. Để chi? Để tưởng nhớ đến Đức Phật. Và đặc biệt nhất là tưởng nhớ đến cái bài pháp thoại cuối cùng của Ngài ấy. Cái này mới hay đấy. À. Và cái đặc điểm số 25, Vesak Boche, một lễ tưởng niệm của Đức Thế Tôn. Đây là ngày lễ quan trọng kỷ niệm ba sự kiện chính của Đức Phật là ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn. Vâng, thì thưa quý vị, là cái lễ hội Vesak này á, thì rõ ràng rằng trong bất cứ những cái đất nước mà Phật giáo Nguyên Thủy nào, người ta đều tổ chức như nhau. Và đều với một mục đích chính là kỷ niệm ba sự kiện
là ngày Đức Phật đản sanh, ngày Ngài thành đạo và cái ngày Ngài nhập Niết Bàn. Đó. Thì vừa rồi đây là Thầy có giới thiệu sơ qua cho quý vị về một vài cái đặc điểm của Phật giáo Campuchia, và xin được kết thúc ngang đây trong cái phần gọi là lịch sử của Phật giáo Campuchia. Ngang đây thì Thầy xin thưa qua sơ, cái đề về Phật giáo, đề trắc nghiệm của Phật giáo Campuchia thì có đây, nhưng mà Thầy sẽ xin, nếu thật sự có copy thì sẽ gửi cho quý vị liền, nhưng mà vì là Thầy chỉ có một bản ở đây thôi, cho nên là Thầy sẽ xin gửi qua email để quý vị có thể in ra. Hình như Thầy có xem thì có thấy rằng là có một cái bản mà viết theo kiểu của Học viện ở đây đưa ra, phải không? Dạ, thì nếu được quý vị cứ theo như vậy mà làm. Còn trên cái bản này thì quý vị cứ theo như vậy để đánh. Và quý vị khi quý vị nhớ là ghi giúp cho, thứ nhất là tên, có nhiều người quên ghi tên mất. Quên ghi tên thầy cũng biết là tên ai nữa. Cho nên là trong những cái phần mà, tỷ dụ như cái bài viết mà lùng vắng á, thì quý vị cũng hoan nghị ghi rõ từng trang giúp cho thầy. Và cũng nhớ là nhiều khi quý vị nhớ bên cái phần trắc nghiệm mà cái phần luận văn cũng quên ghi tên. Đó. Còn cái về đề thi của cái luận văn của Campuchia thì cũng giống vậy. Tất nhiên là xin quý vị hãy cho biết đặc điểm của Phật giáo Campuchia. Thì giống như thầy thưa ngay từ đầu là quý vị có thể rằng là ghi tất cả những cái đặc điểm mà thầy đã từng giới thiệu. Hoặc quý vị có thể ghi thêm những cái đặc điểm nào quý vị thấy nó hay thì quý vị có thể liệt kê ra thêm, điều đó càng tốt. Và thầy rất là mong rằng là quý vị làm bài tốt đẹp, làm bài trọn vẹn và đạt được tất cả những điều như ý muốn. Điều thầy muốn thưa ở đây đó là khi quý vị học xong một Phật giáo nào đó, tất nhiên nỗ lực của thầy thì thầy cũng cố gắng bằng mọi giá để mà truyền trao những cái gì hiểu biết và những cái gì thầy tìm được để mà giới thiệu đến quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó thì thầy chỉ mong quý vị nhớ giúp cho những điều quan trọng khi quý vị học về Phật giáo đất nước nào. Để gì? Để mà thầy không bắt buộc quý vị phải nhớ hết, bởi vì đó là điều không cần thiết phải nhớ. Nhưng mà ít nhất là về Phật giáo Campuchia, quý vị phải nhớ. Thí dụ như một đặc điểm quan trọng, đó là ở Phật giáo Campuchia có một vị vua mà được có một cái danh hiệu gọi là người đạt đến Niết Bàn. Không có Phật giáo nó có vị vua nào hết á, phải không? Đó. Thì rõ ràng rằng là quý vị phải nhớ đến cái đó. Hay thí dụ như tín ngưỡng Quan Âm, mà ở những cái đền thờ Ba Giòn của Phật giáo Campuchia có những hình tượng như vậy, đó là một tín ngưỡng mà nó rất là đặc biệt đối với Phật giáo Campuchia. Hay là tí dụ như là vào thời kỳ đầu Phật giáo Campuchia, đó là Phật giáo Đại Thừa, đến thời sau của thời Angkor là Phật giáo Nguyên Thủy. Cái đặc điểm này rất quan trọng mà Phật giáo các nước khác không có. Thì quý vị nhớ cho, hoặc là tỷ dụ bên Phật giáo Miền Điện có một cái giáo phái tên là giáo phái Ari hoặc giáo phái A Lợi, đó là một cái đặc điểm mà những Phật giáo đó không có. Đó, thì quý vị nhớ giúp cho những cái điều này, để rồi sau khi mà quý vị học xong, có người sẽ hỏi, ồ mới học xong Phật giáo Campuchia có cái chi hay không, thì quý vị có thể hoan nghị giới thiệu cho họ. Và đó là cái điều rất là tuyệt vời, quý vị có thể nhớ và giúp cho kiến thức và thậm chí tất cả những giá trị tâm linh của quý vị sẽ tăng trưởng hơn thêm. Vâng, thì hôm nay chúng ta xin được phép, thầy xin được phép kết thúc cái phần của Phật giáo Campuchia và kết thúc cái năm học này. Xin được kính chúc tất cả quý liệt vị trong năm mới được vạn sự an khang, cát tường như ý.